Hai nghe gaming giá rẻ nào phổ biến nhất? Havit. Havit chu ngoài đấy. Tai nghe nào phổ biến nhất? Havit. Đổi tiếp đi. Tai nghe gaming phổ biến nhất hiện nay Havit TW938 Made for gaming. Chất lượng không biết ngon không, nhưng nhìn ngoại hình đa game thủ, mở ra kiểu bật nắp quan tài hôn em lần cuối. Tai nghe hút như các bạn nắm tay người yêu, mãi mãi không rời. Hiển thị cả phần trăm pin, ngoại hình thì xi đèn đèn. Tất nhiên nó có mút chống ồn xu đâu, rất thông tệ. Đeo lên tai lâu nó không bị đau bạn à. 26 Sona cho chắc đấy. Chơi game lâu nó vẫn cực kỳ thoải mái. Tai chuyên chơi game nên ta luôn chơi PUBG cho nó nóng. Bình thường ở Music Mode chắc chắn sẽ bị delay. Các bạn nghe nhé, bấm mấy tiếng chạm hai chạm chuyển sang chế độ game mode, bấm phát bắn luôn này. Độ delay của nó phải nói là cực thấp ở trong cái tầm phân khúc rồi. Con này và cái khả năng tái tạo môi trường của nó rất ít cái con ở trong tầm phân khúc này làm được, quá ngon. Về nghe nhạc thì con này có chip ATX 3015. Cái con chip này thì nó thuộc hàng top trong phân khúc rồi. Với cái quả bass phải gọi là trầm, âm thanh nó sạch, nó sáng lắm, nó không như HB nào đó. Nghe nhạc EDM phải nói là mắc nóc bạn à. Chơi game thì bố của phân khúc Long Khoa, review khoa học.